Chào anh chị và các bạn Có một bạn vừa nhắn tin cho Thắng hỏi là Anh ơi bây giờ em bán vàng để mua chứng khoán có được không? Bởi vì em thấy thì giá vàng hiện nay thì đang tăng mạnh Và giá vàng miếng trong nước trong phiên làm dịch ngày hôm nay thì giá mua vào đã lên tới 44 triệu 050 nghìn rồi và bán vàng đi để mua chứng khoán bởi vì chứng khoán hôm nay thì phiên đầu năm giảm tới 36 điểm như vậy là rẻ nên là bán cái đắt kia đi để mua cái rẻ thì nó được lợi hơn và chờ nó tăng giá thì câu trả lời luôn với các bạn là không nên đừng nên bán vàng để mua chứng khoán lý do là bởi vì thế này thứ nhất là theo cái dự báo của về giá vàng trước đó của thắng thì uh, giá vàng uh, sau cái nhịp tăng đầu tiên uh, 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 của cái đợt tăng gần đây là từ 1.474 đô la Mỹ trên một ao mà tăng mạnh lên đến 1.610 á thì hiện nay thì nó đang tích lũy và nó tích lũy cũng được đâu đó khoảng uh, khoảng uh, cái thời gian tích lũy kể từ ngày uh, đây được 18 phiên rồi mà theo thông thường á, thì một cái đợt tích lũy như vậy thì nó sẽ kéo dài uh, khoảng uh, có một cái thời đoạn tương đương với là đến ngày thần tài sắp tới, tức là hôm nay mùng 6 thì ngày mùng 10 là bắt đầu là vàng nó sẽ tăng mạnh. Thứ nhất là tăng vì cái ngày thần tài là vàng miếng, còn vàng thế giới thì nó đi vào cái chuyên tăng rồi nên là sắp tới đây nó sẽ có thể sẽ tiếp tục tăng và nó đã lên tới 1580 rồi thì rất có thể nó sẽ đúng như dự báo kịch bản của trước đây của thắng về mặt timeline thì có thể sẽ chạy đi một tí nhưng mà về mặt giá thì hoàn toàn có thể cán mốc 1640 1650 trong thời gian sắp tới thì rõ ràng là nó đang vào cái chuyên thăng thì chúng ta không nên bán đi cái mạnh để mua cái yếu cái yếu là nó chứng khoán thì nó đang bị ảnh hưởng của dịch corona nên là không phải phải vì Việt Nam mà thế giới nó cũng bị ảnh hưởng chung. Nên cái việc đó là cái yếu người ta có một cái câu rất là uh, hay đó là phò thịnh chứ không ai phò suy. Cái sóng của thị trường nó chưa kết thúc thì chúng ta nên tiếp tục uh, giữ thì giá vàng người ta đang lo ngại thế nên là thành thứ ra là cái nhu cầu mua vàng nó cao nên giá vàng thế giới nó tăng, nó tăng. Nó tăng và nó sẽ tiếp tục tăng. Ít nhất thì nếu bạn có bán thì cũng nên chờ tới 1630 trở lên thì hắn bán và giá vàng trong nước thì phải trên 45 thì phải nên bán hiện nay thì nó mới là 44.05 là giá họ mua vào thì bạn bán được có giá vậy thôi còn họ đang bán ra giá là 44 triệu 550 nghìn thì chúng ta phải chờ cái giá mua vào trên 45 thì có bán thì hẳn bán vì là sao vì là nếu vàng thế giới với vàng Việt Nam thì vàng thế giới nó sẽ có khuynh hướng là tăng thêm đâu đó khoảng tầm 50 đô nữa thì tương đương với khoảng một triệu thì hiện nay 44050 thì khoảng 45050 á thì tầm đó mới bán còn mua cái gì thì lúc đó tính sau Nên hiện nay thì chúng ta cũng chuyện để chờ, chờ xem cái tác động của nó lên thị trường chứng khoán như thế nào rồi chúng ta mới tiếp tục đưa ra cái quyết định tiếp theo thì vậy là cái câu trả lời của bạn À, nào đó đã hỏi thắng ơi thì xin được giải đáp bạn như vậy và cũng là cái câu hỏi thắc mắc của rất nhiều anh chị em và các bạn đang quan tâm à, cân nhắc giữa hai kênh đầu tư và vàng và chứng khoán thì nên làm như vậy à, đó là cái, cái 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 tư vấn của thắng về cái câu chuyện này. Thân chào hẹn gặp lại.